Đến bây giờ làm đến bây giờ nó đã là gần 20 năm rồi. Đến bây giờ thú chơi cây này nó cũng đặc biệt là một báu vật rồi, nhưng mà cái báu vật này nó vẫn còn có cái sức thay đổi theo thời gian nữa. Mỗi một ngày, mỗi một năm, mỗi một tháng cây nó lại có cái sự phát triển. Và lúc đấy thì nó lại có một cái vẻ đẹp đặc biệt, đúng không ạ? Đúng là người ta bảo là chơi cây là giữ trí. Nó phải nhẫn nại, kiên trì cho đến lúc nào mà nó hoàn thiện đúng như ý của cái mình mong muốn, thì cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn chờ đợi trong khắc khoải. Ví dụ như là sao nghĩa là những cái này khi mình chơi lâu năm nó sẽ nu lên, vâng, đúng không? Nhưng các cái u bướu kia nó sần sùi lên, nó sần sùi, nó u bướu lên, thì đấy là chính là cái nét kỳ quái của cây. Dạ. Đấy chính là nét kỳ quái của cái cây này, mà gỗ thì ok rồi, đúng không? Kỳ là mình nó khác với cái loại cây khác. Dạ. Nó quái dị nhưng mà nó vẫn là thẩm mỹ. Đấy thì cái đấy nó cứ càng thời gian càng lên thì nó càng đẹp. Em có thấy anh Vinh hôm trước có chia sẻ là cái tác phẩm này để mà cái đạt đến cái độ đỉnh cao của nó thì chắc phải chờ đợi khoảng 20 đến 30 năm nữa. Đúng rồi. Thì em mới thấy rằng là nghe em cái khoảng thời gian 20 đến 30 năm là cả một cái đời người cũng phải đơn giản. Có nhiều người bảo thì anh em mình giếng, nhưng thật ra tức là cây này đến bây giờ làm đến bây giờ nó đã là gần 20 năm rồi. Đến bây giờ nhá, làm kênh ấy, dạ, nghĩa làm cái kênh này, vâng, là 20 năm rồi. Mà nếu mà làm tốt giao cho một người thôi, rồi làm tốt thì mình dự kiến là ít nhất có tầm 20 năm nữa thì may ra mới cân xứng tay kênh cho nên hiện nay là vì mình phục vụ một cái sự kiện quan trọng của tập đoàn nên mình đã cắt hết rồi. Dạ. Nếu khi mình cắt cái này thì nó không lớn được nữa, thì lại phải mất thêm vài năm. Đúng rồi. Dạ. Thì mình phải mất thêm 7 năm nữa. Mình nuôi cho các cái cành thở kia nó to ra ít nhất là bằng cổ chân. À. Thì cái cành khi cành thở nó to bằng cổ chân thì cái cành lớn này nó to ra thì nó mới cân xứng. Nói chung cái cây này là cây vị chi là bây giờ quý. Vị chi là bây giờ mới lại đi được nửa chặng đường. Được 2 vòng rồi. 2 vòng rồi. 2 vòng chặng đường rồi.